Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người về một căn bệnh rất là phổ biến, ngày càng xuất hiện trong cuộc sống hiện nay, đó là căn bệnh đột quỵ não. Và để cái dàn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người về những điều cần biết về căn bệnh này. Đầu tiên là về stage, thì căn bệnh này xuất hiện trên toàn thế giới ở bất kỳ vị trí nào, đất nước nào. Theo thống kê của WHO năm 2017 thì đã ghi nhận là 15 triệu ca mắc phải, trong số đó thì 1/3 đã tử vong. Cũng trong năm này thì ở Việt Nam đã có 200.000 ca mắc phải, và trong số đó thì 130.000 ca đã tử vong. Số còn lại thì đã nếu mà qua khỏi thì cũng để lại rất nhiều biến chứng. Theo phân tích số liệu thì tỷ lệ mắc bệnh này là nhiều hơn so với nam giới, và càng ngày thì số lượng bệnh nhân là các bệnh nhân trẻ càng tăng lên. Thế thì thế nào là đột quỵ? Đột quỵ hay còn gọi là nhồi máu não, thì mọi người biết là tế bào, bất kỳ tế bào nào thì phải cần có oxy để hoạt động, thì tế bào não cũng vậy. Khi một ngày nào đó thì số lượng oxy trong não đến các tế bào não nó bị mất đi hoặc là giảm đi, thì não nó sẽ hoạt động không bình thường. Và phân loại ra thì sẽ có hai loại. Thứ nhất đó là đột quỵ nhồi máu và đột quỵ chảy máu. Thế nào nhồi máu? Mọi người nhìn đây là một mạch máu bình thường, và tự nhiên nó xuất hiện cái khối gì đấy nó bị tắc lại, như cái cầu nó bị tắc đi, thì sau đấy nhồi máu nó sẽ không đến não được và nó sẽ gây các triệu chứng. Và cũng một là dạng của nhồi máu đó là một cái lòng mạch nó bình thường thế này, nó rộng thế này, nó hẹp đi, thì số máu lượng máu sau này nó sẽ mất đi. Và chảy máu thì cái tên nó đã nói lên tất cả, đấy là một cái mạch bình thường và nó bị vỡ ra thì máu sẽ trào ra ngoài, và hai cái loại này nó sẽ gây ra các tổn thương tương xứng với tình trạng bệnh. Yếu tố nào góp phần gây nên hai tình trạng bệnh này, đó là thứ nhất đó là hút thuốc thì người ta ghi nhận là làm tăng cái nguy cơ đột quỵ não lên đến 70%, và ngoài ra thì cũng có là tăng huyết áp, uống rượu bia, các bệnh nhân bị đái tháo đường và hay ăn không kiểm soát được cái lượng cholesterol máu. Vậy thì làm thế nào để mọi người nhận biết được triệu chứng, nhận biết được cái biểu hiện của bệnh này? Thì mọi người chỉ cần nhớ công thức, đó là eat fast, là những gì mà các bạn cần nhớ để phát hiện ra là bệnh trong cuộc sống hàng ngày thôi, để kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Đầu tiên là chữ đi, là nó sẽ chính là khi bệnh nhân, các bạn thấy là bệnh nhân đang đi đứng lại tự nhiên ngã xuống hoặc là cảm thấy chóng mặt gì đấy. Chữ E là cho eyes, bệnh nhân cảm thấy là mình cái thị giác của mình không nhìn rõ, màu thành hai, đỏ thành vàng gì đấy. Chữ F là cho khuôn mặt, vâng đây là mặt bình thường bệnh nhân, thì tự nhiên bạn thấy là người nhà mình hoặc là bệnh người nào đấy tự nhiên bị nhéo đi, thì các bạn đầu tiên phải nghĩ đến ngay là đến đột quỵ. Chữ A thì là cho arm, nghĩa là tay, kiểu là cái bước nói ở đây là tự nhiên yếu nửa người, ví dụ hai tay đang giơ bình thường thế này, và bảo bệnh nhân giơ tay lên thì một bên giơ bình thường, một bên thì chỉ giơ thế này thôi, thì nó sẽ đấy là. Và cái thứ năm đấy là speech, bệnh nhân tự nhiên phát ra những cái lời nói hoặc cái ngôn từ gì đấy mà không rõ, từ trước nay mình cũng không hiểu gì. Và chữ T là time, tức là ngay lập tức bạn phải gọi cho xe cứu thương hoặc là để đưa đến bệnh viện gần nhất. Vậy để phòng ngừa chúng ta cần những gì? Đấy là kiểm soát huyết áp của mình, kiểm soát huyết áp này, ăn uống những đồ ăn giàu vitamin, giàu khoáng chất, không hút thuốc, và phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để giảm một cách tối đa các nguy cơ gây bệnh đột quỵ não. Trên đây bài thuyết trình của mình xin chào.